Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đó, câu hỏi và bài tập. Câu hỏi và bài tập. Rồi câu hỏi và bài tập ở đây thì trong sách giáo khoa trình bày cũng chúng ta xét luôn cả cái sự nóng chảy và sự đông đặc tức là cho cái phần bài số 24 và 25 luôn em nhé 24 và 25 Nào câu hỏi thứ nhất là dưới dạng trách nhiệm Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy Nhớ là gì ạ? không liên quan A là bỏ một cục nước đá vào một cốc nước Thì rõ ràng cái này là bỏ cục nước đá vào cốc nước thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nóng chảy rồi B là đốt một ngọn nến C là đốt một ngọn đèn dầu D là đúc một cái chuông đồng Thế thì em thấy đốt một ngọn nến với đốt một cái ngọn đèn dầu có giống nhau không? Thì chúng ta thấy khác Chúng ta đốt một ngọn nến thì nó có sự nóng chảy không? Chúng ta thấy là cái cái nhìn vào cái cái cái, cái ngọn lửa khi đốt nến thì chúng ta thấy cái nến nó đang ở thế rắn nó phải gì ạ? chuyển thành thế nào? đúng không? chuyển thành thế nào? thế còn đốt một ngọn đèn dầu thì chúng ta thấy có sự nóng chảy ở đây không ạ? À, thì thấy không có sự nóng chảy đúng không? nên chúng ta chọn đáp án là gì ạ? C nhá nhìn thì tưởng là đều đốt cả đấy nhưng mà lại không giống nhau đúng không? đốt một ngọn nến thì có sự nóng chảy đó nhưng đốt một ngọn đèn dầu thì không có toàn bộ dầu ở bên trong là chất lỏng hết rồi đấy là câu hỏi số 1 câu hỏi số 1 như vậy chúng ta chọn C Câu hỏi số 2 Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây Câu nào đúng? Đây là ta chọn câu đúng em nhé So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của gì ạ? Của nước Thì các em nhớ rằng không phải chỉ của nước Của bất cứ chất nào cũng thế thôi Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là phải gì ạ? Giống nhau Em nha. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc giống nhau nên chúng ta nhớ rồi, nhiệt độ nóng chảy bằng với nhiệt độ đông đặc của nước cũng vậy, của sắt thép vân vân cũng thế. Phần lớn các chất là như thế. Nhớ thầy thầy vẫn dùng từ phần lớn nhá, phần lớn nhá. Đây. Đấy là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế, dùng để đo nhiệt độ của không khí? Thì câu này chúng ta đã gặp một phần một, một lần rồi Đúng chưa? Gặp một lần Là về cơ bản người ta không dùng nước để đo nhiệt độ Nhá? Để làm cái nhiệt kế đo nhiệt độ Tại vì chúng ta đã có khẳng định là gì ạ? Vì nước ấy, là cái sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian ấy, Là nó không đều à, Nó không đều Đấy là một cái lý do à, Tuy nhiên ở đây ấy, ngay kể cả Chúng ta có thể kể thêm một số cái lý do khác Kiếm nhá Ngoài cái lý do là không đều với ra Thì cái lý do nữa đó là Chúng ta thấy là nhiệt độ của không khí nếu nói chung Ở Việt Nam ta thì ít Nhưng mà một số nước Là nhiệt độ Những ngày mà gì ạ, mùa đông đó, Nhiệt độ nó có thể xuống gì ạ Âm mấy độ C ạ à? À, Có thể là âm 10 độ C, âm 5 độ C Âm 15 độ C à. Thế thì khi đấy thì Nếu đến không độ C thôi thì nước nó đã gì rồi ạ Đến không độ C thôi Nước nó đã thành đá rồi nước thành đá rồi thì nó có chúng ta sẽ thấy cái nó cái sự mà gì ạ giãn nở co lại của lúc này của đá rất là khó rất là khó quan sát gần như không quan sát được em nhá gần như không quan sát được tuy nhiên nếu mà rượu ấy, thì chúng ta nhớ lại cái bảng nhiệt độ vừa nãy okay. cái bảng mà nói về cái sự gì ạ cái nhiệt độ nóng chảy của các chất thì rượu cái nhiệt độ nóng chảy của nó là gì ạ rất thấp tức là cái nhiệt độ đông đặc của nó cũng rất là thấp, nó âm 100 bao nhiêu độ C đấy. Thì như vậy là kể cả là không khí nhá, một số cái vùng rất lạnh nhiệt độ có thể đến gì ạ? âm 20 30 độ C lúc này rượu vẫn còn thể nằm và nó vẫn co lại, nó vẫn co lại. để chúng ta có thể xác định được nhiệt độ của nó. À, nên lý do ở đây nhá, ngoài cái lý do như thầy đã nói ở cái bài trước ấy, đó là nhá, sự thay đổi nhiệt độ của nước nhá. Sự thay đổi của nhiệt, nhiệt độ của nước là gì ạ? ờ uh, nó không đều thì ở đây cũng có cái lý do nữa đó là gì ạ uh, uh, nhiệt độ đông đặc của rượu lúc này chúng ta nhớ thầy là trừ 117 độ C Còn của nước chỉ là bao nhiêu thôi ạ? Không độ C Mà trong khi đó thì nhiệt độ của khí quyển Ở một số nơi có thể đạt là gì ạ? Nhỏ hơn cả 0 độ C Và nếu nó nhỏ hơn 0 độ C thì không thể dùng cái anh này đo được uh. Em nhớ điều đó Đấy là câu hỏi số 3 à, Sang câu hỏi số 4 bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá người ta lập được bảng sau đây à, cái bảng lập được thì các em thấy rất rõ ràng đúng không ạ là à, nếu mới lấy trong tủ lạnh ra nhiệt độ có thể là âm 6 âm 3 âm 1 độ C sau đó nó tăng lên bao nhiêu ạ? không độ C thì quá trình này lúc này đến tới không độ C thì nó không gì không tăng nữa nó giữ nguyên đến không độ C để đến tận thời gian là phút thứ 10 Đây rõ ràng là cái Đang diễn ra sự diện Sự nóng chảy Và đến hết phút thứ 10 này thì nó nóng chảy hoàn diện Hoàn toàn Và nhiệt độ nó tiếp tục diện Tiếp tục tăng lên à, Yêu cầu của bài toán là thứ nhất là gì nhỉ Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian Thế thì cái này vẽ đường biểu diễn thì quá đơn giản Cái các em có thể xem lại cái bài trước thầy cũng đã vẽ một lần rồi nhá. Ở cái bài số 22 ấy, cũng có một cái bài tương tự như này ta đã vẽ. Thì ở đây thầy sẽ làm nhanh thôi, thầy đưa kết quả thôi. À, em nhá. Vẽ cái này thì chúng ta sẽ chọn gì ạ? chục thời gian là trục hoành tương tự như thế. Chúng ta có thể lấy 1 cm chính là 2 phút, cứ 2 phút là 1 cm để cho nó dễ. Nhá, vì ở đây chúng ta chúng ta được phép chọn không giống như cái ở cái bài 22 có một bài là là, là là bài đề bài chọn cho chúng ta ở đây chúng ta hoàn toàn tự chọn là ví dụ như gốc là số 0 1 cm ứng với 2 phút nhiệt độ chúng ta sẽ chọn là gì ạ à? à, lúc này chúng ta sẽ chọn gốc là ở số là mức âm 6 đi nhá, hoặc là chúng ta có thể chọn gốc ở số 0 cũng được cho nó dễ nhìn nhá nếu gốc ở số 0 và chúng ta có thể chọn là ứng với lại gì ạ à? hai độ là 1 cm chẳng hạn hai độ là 1 cm chẳng hạn à, ở đây thì thầy có thể đưa ra một cái hình ảnh vẽ cái đồ thị như sau Ví dụ trục thời gian thầy chọn gốc ở số 0 nhá. Và cứ mỗi 1 cm là 2 phút. mỗi vạch là 2 phút. Và trục nhiệt độ thầy cũng vẫn chọn gốc ở số mấy ạ? Số 0. Và mỗi 1 cm là thầy chọn là mấy độ ạ? 2 độ C. Đó. thì lúc này được biểu diễn các em thấy này, là từ cái gì ạ? Là T bằng 0 thì nhiệt độ đang là trừ -6 độ. Cho đến là T bằng mấy đấy ạ? T bằng 6 đây thì nhiệt độ nó đang bao nhiêu ạ? Nhiệt độ nó tăng lên, đúng không ạ? Và trong cái khoảng từ T bằng 6 đến T bằng 10 này nhiệt độ không thay đổi là 0 độ C. Tiếp tục từ T10 đến trở đi thì nhiệt độ tăng lên. Đó. thì đây chính là cái đường đồ thị biểu diễn cái sự diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian. Em nhá, sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước của nước. Cái đường này nhớ thầy là của nước có một cái rất đặc biệt đó là có một cái đoạn là 0 độ C. Cái đoạn mà 0 độ C này nằm ngang thì đấy là của nước. Nhớ thầy đi gọi. Cái câu hỏi số 2 là gì? Đấy có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 thì cái này là ta vừa nói rồi nhiệt độ của nước đá không thay đổi và bằng gì không độ C em nhá nhiệt độ của nước đá đây từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 không thay đổi và bằng không độ C rõ chưa không thay đổi và bằng không độ C nào câu số 2 câu số 5 bỏ vài cục nước đá vào một cốc thủy tinh dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ của nước đá và cứ sau một phút ghi lại nhiệt độ của nước đá một lần cho tới khi nước đá tan hết lập bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ đường biểu diễn sự thay đổi này nhận xét và rút ra kết luận thì cái này là là một câu hỏi mà 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 yêu cầu chúng ta phải làm thực tế và tất nhiên là mỗi người làm nó sẽ ra kết quả khác